chuột 8 triệu là mình cho nó, mình cho thẳng nó 8 triệu rồi chưa kể là cái thằng khác nha. Cái thằng khác đưa đăng báo cho chị 10, chị nuôi 10 năm. Rồi xong rồi nó bắt. Nó bắt 3 lần rồi. 3 lần, chị chuột 3 lần luôn hả? Ừ. Lần đầu 1,5 triệu, lần sau 2 triệu. Lần cuối cùng á, bởi vì biết mấy chó này là nó hay bắt. Chị thuê đàn anh xã hội 40 triệu lên lấy 50 triệu. Chị chuột 50 triệu luôn hả? Không chuột được. Xong nó nhốt luôn. Nhưng mà chị bán thì bán được bao nhiêu mà chị chuột 50 triệu vậy? Chị bán gần nhất cho mấy trăm, 2 triệu bạc không có nữa. Chị bán nó 2 triệu bạc không được nữa hả? Không. Mà chị chuột 40 triệu. Ừ. Sao là chị, con mình. Con như đứa con vậy hả? 10 năm rồi em. Được em. Nó có làm chị buồn đâu, chứ mà con người nó làm cho mình buồn. Giờ Thương Dừa sẽ bắt chị sẽ chuột cho Thương Dừa. Thương Dừa bắt Thương Dừa. Đã chuột 40 triệu hả? 40 triệu. Rồi cuối cùng chị có chuột 40 triệu không? Sao mà mấy? Cái thằng bắt á, lúc mà giống như là chị nói em là tìm được đi, chị sẽ cho em 40, em tìm không được. Nói chung tìm khách nhất ra tìm không được. Cái đầu 2 tháng mấy sau á, có một cái thằng khác nó tới, nó nói là nó liền đang được. Giao bộ chứ lượm gì. Nhưng mà cái lúc mà mình ra giá 40 thì nó là sợ. Ừ. Sợ con mang ha. Nó báo con mang. Sau rồi bắt đầu khi mà nó tới nó thì nó lấy 8 triệu thôi. 8 triệu. Cuối cùng lấy chị 8 triệu thôi. 8 triệu nhưng mà trước giao bộ lượm được nhưng mà chắc cũng không mấy thằng nào bắt. Tụi nó với nhau. Nữa. Rồi bắt đầu sau đó thì bắt đầu còn cái tiền đó là mình phải cho, trước khi mình tìm nó mình phải rải tiền ra cho từng người. Tốn bao nhiêu vậy? 20 mấy triệu. Rồi bán cơm tắm không có gì hết. Chị bán cơm tắm ở Nha Trang. Đó rồi quay cái mặt tôi lên tôi mới cho chết đi nha. À quý vị khán giả nhớ. Không, quý vị dạy hãy nhớ con chó này nha. Ra đường ai mà bắt con chó này thì giờ ra giá 50. Không, lúc mà mất con chó này là em biết ở Nha Trang nó hỏi là lên đó của trẻ mà. Sao là chị lên hả? Chị đang báo của trẻ. Chị đang báo của trẻ tìm nó. Đăng tiếng bao nhiêu tiền vậy? À, một ngày mấy trăm dù quên rồi đăng. Nhưng mà ngày. Chó nó cũng giống nhau mình cũng khó à. Ừ, nhìn được. Đăng nhiều được, ta bắt mà sao đâu phải đi lạc đâu. Bây giờ chị hình dung đi, em hình dung đi. Ví dụ như em bắt có thể gì em về em có thể em bán cho chị. Dạ. Đúng không? Thì chị là người bình thường chị mua đi. Chị nuôi trong nhà thì vô tình trong nhà có một người đọc báo. Ừ. Thì sẽ thấy. Ừ. Để trả lại cho mình. Đúng, trả lại cho mình cỡ nào mình không chuột. Trời ơi. Mà đi giờ đi đâu cũng dắt theo vậy đó. Ừ. Con thì bỏ nhà nhưng mà chó phải dắt không, theo. Không dẫn đi hết. Đó 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 ba đứa. Ba đứa đó ba đứa ngắt. Dạ chị. Tưởng đâu con chút cái chiều kiểu nào. Dạ. Tưởng đâu con thì bỏ nhà mà chó dắt theo luôn. Để con chó này xem con. Chương trình. Dạ chào chị. Điền Quân. Ba đi. Đang nói vụ chó có bán chó chỉ chỉ bán được 2 triệu mà người ta ăn cắp nên chỉ có chụp chờ phải đi chụp 4 triệu một nè. Đứng nhau luôn. Dạ cảm ơn. Thịt không ạ? Bà nói thịt bà con ở đây thôi. Dạ. Còn này nó 10 năm rồi. Qua Mexico là nó chỉ nhớ được hả chị? Dạ ừ. Trời ơi nói là cái quán cơm chị là nó nổi tiếng là con chó mà. Dạ. Nào ra chuẩn bị nào. Khu đó là nổi tiếng nuôi chó hả chị? Dạ. Rất hay, theo xem là rất tinh hài nè. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cảm ơn chị. Thật là bất ngờ thiệt chứ. Nhà chị hả, mất nó rồi chị làm một cái bảng thiệt là bự. Chị đang ở trước quán. Còn con chị nó đang lên cho nó khóc nó kể con này. Tuyệt là chết thấy người gì không? Sống thấy người chết thấy xác. Hả, ba đứa. Ủa, ba đứa gái luôn hả? Ừ. Con này cháu. Con này con nè, con nó út nè. Con đó nó nhìn. Nhưng mà chắc gái chị ở nhà tuổi thân lắm hả? Đấy hả? À, mấy đứa gái chắc tuổi thân lắm không? Là ý, đúng rồi. Chứ này là con trai, còn này ba đứa con gái. Rồi, nhặt ba đứa gái là con trai. Con trai. Rồi, hàng chiên bé nó đi vòng vòng không khi nào là ghét mẹ. Chó dắt theo con gái đi vòng vòng vòng. Con gái đuổi xui, đuổi con gái bị bắt vậy có chỗ không? Nó đừng nó về với em. Nhưng mà ông xã chị có ganh tị không? Ông xã chị lúc đó là ông buồn lắm. À, ông cũng thương chó nữa hả? Ở đó hồi nãy ông ngủ ông dẫn đi đó, ông đâu. À. Ông xã chị đi về không hung chị như hung chó. Vậy đúng rồi, đáng đời chị đúng rồi. Chị đó chị đó xỉu gì con. Ủa thử thử. Chị ơi chứ ông xã chị đó xỉu. Ông thương chó đó. Nhưng mà coi chừng ổng nha, ổng giống đực mà ổng lại thương chó đực nữa coi chừng. Chuột vụ thì coi lại đi. Coi lại chứ. Nha, ông Nguyên lắm á. Nói gì nói nghe. Nhưng mà nó có niềm vui hay vậy? Tương nhiên mình chăm sóc nhưng không. Nó giống như cái gì vậy? Em cứ niềm vui đi. Ví dụ như mình là người mình ăn thì mình tìm được nó
mình nuôi nó chỉ biết mình thôi. Dạ. Ngoài mình ra nó có biết ai đâu. Dạ. Rồi có bây giờ nó phản mình không? Có bây giờ nó làm cho mình buồn không? Dạ. Nhưng mà người với nhau chắc gì đã tốt. Dạ. Chứ nó theo mình xuống ha. Đúng rồi. Có là có đánh nó cũng chạy theo. Đúng rồi. Kiểu gì em biết nó rất là trung thành. Lúc dạ. mà chị đón nó về nó nhận ra chị không? Nhận, nó khóc em mà. Khóc luôn hả? Nó chỉ còn đúng bộ xương thôi. Đúng bộ xương. Ở mà ta không nuôi hả chị? Ừ, nhưng phải nó không chị hay là lộn con khác nó đúng không chị biết là tại vì còn có bộ xương không nhiều khi nó lộn ừ. Giống như con mình thì mình phải nhận ra chứ dạ vậy là chứng tỏ một con này nó không nuôi con chó nào ở nhà rồi em không có nuôi em nuôi là em sẽ biết rồi, em ngày em giữ con em thì còn mệt nữa giữ con bé không thể mệt con nó nhỏ là giữ nó còn mệt thôi chị không có con nhỏ chị chơi với như chị có cháu ngoại chưa chưa rồi chưa có cháu ngoại nên còn thời gian giữ chó được muốn có cháu ngoại rồi nói cương với chị nha mày dẫn con chó vô á chị giảm giá hả chị mới cái người đó dạ. Chị giúp một con chó mày dẫn cái đứa mày ngỡ vô chị muốn giết ừ. không thích nít hả mà thích con chó hả đứa ngỡ ngỡ em biết sao nó khóc luôn á xả ra tùm lum hết trơn rồi. À, này chị là đúng gặp bà chị bởi cùng chó luôn cái gì vậy dạ. Nhưng mà chị thích nuôi từ ngày nào không lúc đầu chị không thích nuôi nhưng mà điều có mấy đứa cái con này nó nuôi nè nó nuôi xong rồi bắt đầu chị tiếp tội chị chăm dạ. Bé nó nuôi chị chăm bắt đầu chị nuôi rồi bỏ nó nuôi luôn ừ. Giờ nó chỉ biết mình thôi giờ ngoài mình ra nó mua nhiêu chị mua 1.8 1.8 là nay 10 năm à 10 năm rồi 10 năm mình giúp 1.8 cũng có giá chứ bằng tháng lương của người ta luôn hả trời ơi khóc quá trời 2 giờ sáng dậy tóc đi tìm trời ơi chị nói hả chị đi tìm lúc đó chị đang ở trong này chị đi chơi trong đây nha yeah. Xong nghe đó cũng cái con đó là mất đó cái bà lâu nhà chị đó có bánh lâu nhà nhà chị ở ngay đâu nhà chị ở ngay góc Tịnh Phong Đức Kế yeah. Bán công 82 số 82 ngay Tịnh Phong Đức Kế luôn ôi trời Kế ơi nguyên giả ai mà bữa nay có thấy con chó chạy ra hốt liền chị nói đến nỗi mà cái quán chị treo cái bảng thiệt là bự hai cái bảng to có nhìn vô ra mới trời cái quán này mất con chó quán này mất con chó nè quán mất chó thôi không kêu quán mất con chó luôn kêu là sáng đi ăn quán mất con chó quán mất con chó trời ơi chị nói thiệt chị đang bán vậy mà ai nói chứ chị thấy chó chị sẵn sàng chị bỏ chị đi tìm nhưng mà chị để gì cái gì chị thông tin gì chị đó. Có số điện thoại nè gọi mẹ đưa con về có số hai số luôn nè quý vị dạ trời ơi thiệt tình luôn kỹ ghê luôn á trong chip là có số điện thoại luôn nè. Hả? Cái này thiệt chứ, cái này là chắc chắn là tôi coi xong tôi cứ cái canh chó giữa canh luôn. Tin chip hay gì? À. Cái gì đó rồi dù nó ở Hà Bắc đó thì nó gọi cho nó về. Không này bắt để người ta có số nên người ta gọi người ta lấy cho chuột. Gọi cho chi chuột. Em cũng thích nuôi con này con kia nhưng mà ở quê á quê nuôi dễ hơn đúng rồi ở trên thành phố thì sinh viên đi học ở trọ không tiền không ăn nuôi con gì giờ có vợ con thì nuôi con vợ nuôi hai đứa nhỏ nhưng mà lỡ nuôi nó rồi thì mình thương dạ. Nhưng mà chị hứa trong lòng sau này lỡ mà con này có gì gặp cũng bây giờ chị nuôi nữa dạ chung thủy không chung thủy không nữa tại vì mình nuôi là mình vướng vô cái tình cảm đúng không? À, mà mướn vô tình dạng cảm như là giống như là bi lụy trong tình cảm đúng không? Rồi mình đâu có nỡ bỏ đâu. Bây giờ em hình dung đi ví dụ như con mình nó đi lạc đi, tự nhiên tối đó nó cứ nằm nó chờ mình, dạ. Đúng không? Thì làm sao mà mình đành? Nhưng mà nó không có đuôi hay là cắt đuôi chị? Cắt đuôi nó còn mới đẻ. À. Thì chị nói thiệt hồi đó cái nhà chị hai con mấy trời. Buồn. Sức bất sang bang hả chị? Chị nói mấy đứa con chị Tết hôm nay là không có được ăn Tết đâu chưa? Dạ. Hôm tìm lại nó mừng. Cái này mà gặp ba đứa con gái mà con gái nào về mà đụng tới con chó nó phải đuổi ra khỏi nhà không? Ba đứa con gái luôn. Con gái chị đi làm rồi hả? À, đi làm 5 năm. Xong bây giờ đi về nhà nó không nữ đi con được còn cơm của nhà bán nó làm thôi mình muốn nuôi viên cũng mất hơn dạ. Nó nhưng mà đi học thì phải đi làm chứ thì nó ra được trường 5 năm rồi nó làm dạ. 5 năm rồi dạ. Chúc chị đi chơi vui vẻ nha ừ. Trời ơi chị chúc em vui vẻ dạ trẻ khỏe
Nói chung là nhiều chương trình. Dạ, cảm ơn chị. Chó cũng là một có cái niềm vui riêng đó quý vị ạ. Này chị không đeo vàng cho nó đi. Nói chung là nạo tình cảm. Dạ. Rồi, mình vừa nghĩ con chó mà con 1.8 triệu mà chỉ chuột đến 40 triệu. Là biết tình cảm thôi nha, nó tình cảm là tới 48.200.000 đồng luôn. Mấy đứa mình sẽ ok nhiều lắm. Dạ, hỏi thăm. Thôi chị nói mấy đứa làm được. Nhưng mà chó thì sao người ta đâu có tìm được. Xong mấy đứa nói không được chị ơi. Tụi em mà đụng vô là nó đập chết con chó luôn. Dạ. Nó nói là bây giờ mà đúng như là tụi như đó thì nó sẽ biết được cái đường dây nào đó đó đó. Dạ. Nhưng mà mấy đứa nó đụng vô cái là tụi kia nó đập chết con chó để nó hủy bằng chứng đi. Thôi chứ lúc đó chị nói thôi cỡ nào cũng tìm về dùm cho chị thôi. Mất cái xe chị không có tiếc rồi, mất con chó chị tiếc. Không phải là mình tiếc gì được, mình có thể đưa nó nằm rồi ngủ ở đâu. Rồi ai hiểu để cho nó ăn theo cái ý của mình. Nó ăn nó cũng không... Phải đúng ý hả? Ừ. Hẹn chị nuôi về là nó còn bộ xương không? Chúng nuôi con gì cũng có tình cảm không vậy? Dạ. À. Rồi, mau khỏe nha. Nhớ ở trong nhà đừng ra đường người ta coi và biết ngày này chỉ lên là 50 triệu là rồi. Đó xong giờ chú Khương xong đi luôn. Xong đi vô tìm chú Khương xong cả. Kêu Khương ơi tìm về cho chị. Có gì chị liên lạc em thì rồi xong rồi em quay clip lên cho chị nói chị mất con chó chị khóc. À. Còn bây giờ Khương bấm vô đi cho cái số em qua chị đi. Dạ. Xíu bấm qua. Đây chị hỏi chị. Dạ. Rồi cảm ơn quý vị đã gì nha, chào tạm biệt quý vị, hẹn lại quý vị trong buổi tiếp theo, bye.